tâm tâm sở đồng sanh, tâm sở tâm đồng sanh là tâm tâm sở đồng sanh, hai cái đó là chúng ta đã học xong hết rồi. Và bây giờ chúng ta đi qua một chương mới, bắt đầu từ từ chúng ta sẽ sâu vào trong vị pháp này, và nó cũng là một cái mà rất là vi tế, là chúng ta học mình phải cả xíu, mình coi kỹ bài học, mình ôn lại những cái bài cũ, tại vì những cái bài cũ nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được những cái bài mới này được rộng rãi hơn, được sâu sắc hơn. Thì sau khi học xong khóa thứ nhất thì chúng ta bước qua khóa hai, thì chúng ta học kỹ lưỡng hơn, chậm hơn chút xíu để cho thấm nhuần được giáo pháp. Thì nói chung là cũng nếu mình nắm được cái căn bản khóa một rồi thì mình đi vào khóa hai thì nó dễ, chúng ta cũng hiểu được thôi. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta không có học, không có hiểu, không có ôn bài, hoặc là có những vị vô sau thì nó hơi căng xíu cho nó, chúng ta học hơi khó. Đó là vấn đề như vậy. Thì bây giờ hôm nay chúng ta vô cái phần là Bắc Kinh nó cá sân há quý phà gồ và sự phân tích sáu pháp riêng biệt. Đọc cái xin được Quỳnh cái bót lên đó, sự phân tích sáu pháp riêng biệt: thọ, nhân, sự, môn, cảnh. Cảnh đây hay gọi là đối tượng, đối tượng là cảnh, và căn hay là vật, là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật đó. Thì chúng ta sẽ học từ từ tới sáu cái pháp riêng biệt này. Rồi cái đầu tiên, mở đầu thay vì không đọc này, chúng tôi post lên để chúng ta đọc luôn. Thì cái đầu tiên là sam bá dứt ta dứt tha vô găng tê ban na sắp ba quát tô chích ta chê ta xích hà thầm ma tê sang la ni dứt tha ra hăng. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có là 53, và phát sinh tùy lúc tùy theo đặc tính. Tức là người ta nên giới thiệu cho mình biết là tâm vương và tâm sở khi nó phối hợp với nhau thì nó chỉ có 53 thôi. Thật sự nó là chỉ có 53, bởi vì tâm là một và 52 tâm sở nữa cộng vô thì nó thành là 53. Và vấn đề đó như vậy, thì khi ta nói lên cái câu này thì mình đọc mình sẽ phải hiểu là như vậy. Rồi tiếp theo, quê đó nè, hê tu tô kích cha đoà ra lầm ba na quách thu tô chích tấp ba na quách xê nê quách sằng cái hồ na ma ni dắt tê. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần, các tâm vương, tức là xem tâm như là một đơn vị thôi, một đơn vị nguyên thuần thôi. Các tâm vương và tâm sở phối hợp này đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ là một ha, nhân hai, sự là ba, môn bốn, cảnh năm, và vật căn là sáu. Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ tiếp sẽ học được từng tự những cái pháp này đi xuống như vậy. Rồi như vậy là xin mời tất cả quý vị hoan hỷ lên mình đọc được gì cứ đọc ha, cứ thoải mái đọc từ 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 để mình nắm được cái pháp, rồi chúng ta sẽ đi vào bài học sau. Và xin mời quý vị hoan hỷ giơ tay lên đọc cho nó sâm tụ nha. À, Nam mô Bụt Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Hôm nay trở lại học diệu pháp thì metta trong lòng thật sự ở sinh lành chút là không biết diễn tả nó như thế nào, tâm tư nó không có an. Và bên ngoài thì ở nước Úc này đã trải qua 1 tháng rồi bị cháy rừng, và tổng kết thì cũng chưa chấm dứt, nhưng mà tổng kết thì trên 1.100 ngôi nhà ở toàn nước Úc đã bị cháy rụi. Rồi chúng sanh thì về nhân mạng, con người thì cũng mấy chục người, rồi con thú thì chết rất là nhiều, cũng chưa chưa có biết rõ con số chính xác, và hiện cũng đang chưa có dứt nữa, cũng còn. Mà mưa thì mấy hôm nay cũng có mưa cùng khắp nước Úc, nhưng mà mưa ít quá cho nên chưa có dập tắt được ngọn lửa.
Riêng ở gần chỗ của Meta ở đó là Sydney thì mấy bữa trước cũng có cháy, cũng gần gần đó, cách mấy cây số, cho nên hiện thời thì ở đây khói bụi rồi ô nhiễm là nhiều. Những người mà không chịu được thì có thể bị bệnh về đường hô hấp, mà cụ thể là đứa em của Meta thì năm nay nó 70 tuổi, tuổi ta là 71 tuổi. Nó cũng nhập viện từ hôm hai tây đến giờ thì coi như đã 1 tuần rồi mà cũng chưa có về được, cũng còn bệnh chưa có về được, rồi phải bỏ vé đi về Việt Nam. Bởi vì hôm nay đúng ra là nó về nhưng mà bị bệnh còn đang nằm viện, thành ra bỏ vé cả tuần nay rồi. Rồi riêng gia đình thì cũng không có cái gì vui. Rồi mấy ta cũng xin thưa thật là ngày mốt, tất nhiên là 12 thì mấy ta cũng trở về Việt Nam. Vì đã mua vé lâu rồi, nay 5-6 tháng rồi, thì trở về thăm quê hương và có lẽ là nghĩ là lần cuối. Bởi vì đã 70 mấy tuổi rồi, thì cũng không biết là mình ra đi ngày nào, cho nên về nghĩ là lần này là lần cuối thôi. Mà không biết nếu về được nữa thì càng tốt, không được thì thôi. Dạ thì đó là tất cả những gì tâm tình mà Meta chia sẻ. Thì Meta bây giờ Meta thôi, Meta xin đọc bài. Dạ con xin đọc. Dạ con cũng nói mà con quên rồi, thôi giờ con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đàn. Dạ con dạo này cái tâm hồn con không có được an, nó hay lo ra. Thôi con xin sám hối. Dạ bây giờ con xin đọc, con không có nói dài dòng nữa. Bát kinh ná khá sang gá há, quý pha gô sự phân tích sáu pháp riêng biệt, thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn vật, xâm bá yút ta giá tha vô găng, tê banh na xá phá xá. Dạ con xin đọc lại. Tê banh na xá sắp ba quá tô chích tá chê tá xí ca thăm ma tê sằng đa ní giá tha rá hăng. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc tùy theo đặc tính. Quê đá na hê tú cô kích chá đoa ra lâm bá ná quát thú tô chích túc ba đoa á xê nê quá xăng gá hô nà má ni giá tê. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần. Các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn vật. Bát kinh ná cá sang gá há quý pha gồm sự phân tích sáu pháp riêng biệt thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn vật, xâm bá yutta giá tha vô găng tê banh na xá sắp ba quá tô chích tá chê tá xí ca thăm ma tê sang đa ní giá tha rá hăng. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy theo, tùy lúc, tùy theo đặc tính. Quê ra hê tú tô kích chá đoa ra lâm bá ná quát thú tô chích túc ba đoa á xê nê quá xăng gá hô na má ni giá tê. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần. Ủa sao mới ta đọc cái này 2 lần rồi? Dạ thôi thì thấy sao mới ta đọc vậy.
các tam vương và tam sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. Ủa, phần dưới này có giống như nãy giờ không sao? Thấy đọc hai lần rồi. Dạ, như thế nào? Dạ. Hả? À, cứ đọc hả? Bá kinh ná cá sang gá quý pha gô sự phân tích sáu pháp riêng biệt thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn vật sam bá yút ta giá tha vô găng tê banh na xá sắp ba quá tô chích tá chê tá xí ca thăm ma tê sang đa ni giá tha ra các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc tùy theo đặc tính. Quê đá na hê tú tô kích chá đoa ra lâm bá ná quát thú tô chích túc ba đoa á xê nề quá săn gá hô na má ni giá tê. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần. Các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ nhân, sự môn cảnh, đối tượng và căn vật. Một La Mã, Quê Đá Na Săn Gá Hô, thọ phối, tát thá, Quê Đá Na Săn Gá Hê, ta quá tí quý tha quê đá na xú khăn đúc khăn á đúc khá ná xú khăn chê tí xú khăn đúc khăn xô má nát xăng đô má nát xăng ú bách khà tí chá về đề ná bá ná banh chá tha hồ tí. Trong phân loại về thọ trước tiên, có ba loại thọ là lạc khổ và không lạc không khổ, hoặc nữa, có năm loại là hỷ, u, lạc khổ và xả. Tát thá xú khá xá há gá tăng, cú xá lá quý ba căng, ca giá huynh nha năng, ê cá mê quá. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện, thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tá tha đúc khá xá há gá tăng á cú xá lá quý ba căng ca giá huynh nhà năng. Cùng thế ấy chỉ có tâm quả bất thiện, thân thức là liên hợp với thọ khổ. Sô má ná xá xá há gá tá chích tà ní bá ná lô phá mù là ní chích tà ní đoà đá xá ca mà quá chá rá sô phá nà ní xú khá săn sàn tì rá ná há xá nà ní chá đuề tí á thà rá xá ca ma quá chá rá chích tà ní chê quá bá tha má đú tí giá tá tí giá
tut thách cha na sang kha ta ni chát tu chát ta li xá má hát gát tá lô cút tá rá chích ta ni chà tí đoà sát thí quý thà ni phá hoàn tí. Có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là A nhỏ 18 loại tâm thuộc dục giới như 4 bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện, dục giới và 2 loại tâm suy đạt và tiểu sanh tâm. Tâm làm mỉm cười. B nhỏ 44 loại tâm thiền. Dạ xin đọc lại, nó chạy tầm bậy. B nhỏ 44 loại tâm thiền sắc giới và siêu thế liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ thiền. 12 cộng 32 bằng 44. Đồ má ná xá xá há gáp tá ta ni bá na đề đề bá tí khá chích ta nề quá. Chỉ có 2 loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ ưu. Xê xà ní sắp ba ní bí banh chá banh nà xá ú bách kha xá há gá tá chích tà nề hòa tí. Tất cả 55 loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả. Xú khăn đúc khăn ú bách kha tí tí quý thà tát thá quê đá na. Nơi đây thọ có 3 là lạc, khổ và xả cùng với hỷ và u là 5. Sô má nát sang đồ má nát sang ý ý tí phê đề nát bành chá tha xú khá mề cát thá đúc khành chá đô má nát sằng đòa về thí tăng đòa sát thí xú sồ má nát sằng bành chá bành na xá kê tá ra lạc và khổ nằm trong 1, u trong 2, hỷ trong 62 và còn lại xả nằm trong 55. Và câu pháp cú số 38 ạ. Á na wa thi ta chích ta xá sát tham măng á quý trà na tô ba rip lá hoa ba xà đát xá banh nhà na ba tí ba rí bù ra tí. Ai tâm không an tịnh, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Dạ như vậy là hết bài rồi. Dạ con kính dâng mít cho người khác. Dạ cảm ơn thầy kinh. Dạ con xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ con xin xuống mic.
Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhược Quỳnh, kính chào đạo tràng và sa thú. Cảm ơn chị Meta. Dạ, kính cảm ơn chị cho Nhược Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, chích sần đào xích diên có cầm mít được không? Dạ, nếu cầm mít được thì mời quý vị ạ. Dạ, xích diên cầm mít được không? Nếu cầm mít được thì đưa bàn tay đi, Nhược Quỳnh bốt bài từ từ rồi xích đọc ngang. Tại vì Nhật Bình mới nhận được bài nên không làm được rõ ràng cho lắm, cố đọc giùm đi. Và cũng xin lỗi Vinh Kinh cũng như con sám hối với đạo tràng. Và lúc nãy con tưởng con tụng kinh không nổi luôn. Và nhưng mà sau đó thì con tụng từ từ tới giờ chót thì con cảm thấy có năng lực được trở lại rồi. Chứ lúc đầu là con tưởng không, con bỏ nửa chừng luôn rồi. Không biết tại sao mà con khó thở quá. Dạ, nhưng mà chắc có pháp độ rồi nên bây giờ thì được rồi. Dạ, có thể vượt qua được rồi. Anh ra có nhiều sơ xuất và kính mong đạo tràng hoan hỷ cho. Dạ, bây giờ xích duyên đưa bàn tay lên đi ha. Nhục Quỳnh bớt lên rồi đọc từ từ. Từ từ rồi cháu nó cũng như thôi. Đọc đi xích duyên. Dạ, mời xích duyên nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ cô tu nữ, con xin chào đạo tràng, chào Vinh Kinh. Dạ cô, con có bài của chị Dương Nguyễn cũng có gửi cho con á, cho nên con khắp đi, con gửi qua cho cô cho đọc cho nó dễ khỏi mất công cô phu từ từ á. Tay cô tội nghiệp quá. Dạ con spy Bakina ka sangaha vipago. Sự phân tích sáu pháp riêng biệt thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn vật. Sampa yutta yatha yogam te bannasa sappa vato citta cetta sikka dhamma te sang dani yatha rahang. Các tâm và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc theo đặc tính. Vedana hetu to chitta Sija Tuara Langpana Watuto Chitupa Dawa Senewa. Sangaho Nama Niyate. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần. Các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ nhân sự môn cảnh đối tượng và căn vật. Na sangha hồ thọ phối tát tha quê đa na sang ga hề ta wa ti quý tha quê đa na xúc khăn tức khăn a tức khăn ma su khăn chết tí xúc khăn tức
Kangomanas sang do manas sang upat upe chati chat sedena bana pancha tha honti. Trong phân loại về thọ, trước tiên có ba loại thọ là lạc, khổ, không lạc, không khổ, hoặc nữa có năm loại là hỷ, ưu, lạc, khổ và xả. Tathā sukha sahagatam kusala vibhagam ekameva. Ông con đọc lộn rồi, con xin sắp hối con đọc lại. Tathā sukha sahagatam kusala vibhagam kaya nhân eka mê hoa. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp thọ lạc. Tathā dukkha sahagatam akusala vibhagam ca bát bát căn ca giá quý nhà ca giá huynh nhát nhân. Cùng thế ấy chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. What language is that? Somanasa gaha gata gata chitta ni bana lo pang lo pa mula ni lani chattari dua dasa kama wa chara so Panami Sukha Sanktirana Hasa Nani Chadeti Atha Rasa Kamawakara Chittani Chewa ba thamma dutiya tatiya chatutha hana hana sangka tani chatu chata isa mahaja mahaja con xin xem mahaja ta lokutara stani chati swasa thi vi thani pa vati có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là a 18 loại tâm thuộc dục giới như bốn bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới và hai loại tâm suy đạt là tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. B 44 loại tâm thiền sắc giới
và siêu thế liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ thiền. 12 cộng 32 bằng 44. Tomanasa sahayata cittani ana ue patiga cittanewa. Chỉ có hai loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ ưu. Sesani sapani i bancha tanna sa upe cha saga saha gat upe cha. Tất cả 55 loại tâm là bởi tâm con sinh ra mới còn lại đồng phát sanh cùng thọ xã. Sukham dukham upechati ti vi tha tatha ve đa na. Nơi đây thọ có ba là lạc, khổ và xả, cùng với hỷ và ưu là năm. Somanasan domanasan iti vedena banchattha sukha. Dạ con xin xin hỏi sukha me khatha dukha cha doma nasang dwa ye khi tăng tòa sát thí sư sô ma nát sang bàn chá ba na sa kê to là lạc và khổ nằm trong một, ưu trong hai, hỷ trong sáu, mười hai và còn lại xả nằm trong năm mười lăm. Yeah. Pháp cú câu 38. Anavati pachitasa sattamang vijanato pavitla vapasadasa danyanya na bavi burati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tình tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Dạ con xin chứng minh, dạ con xin apologize for the background noise. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Dạ, Trần Đạo có nghe được anh Thanh Nhật Quỳnh không? Có thể đưa bàn tay lên đọc không thầy? Trần Đạo ơi, dạ, mến chào Thanh. Dạ, trong khi chờ đợi bàn tay Trần Đạo, Nhật Quỳnh xin được đọc ạ. Bakin Nakasan Gaha Vipha Go, sự phân tích sáu pháp riêng biệt, thọ, nhân, sự, môn, cảnh tượng và căn vật. Sambhajuta yatha yogan te bhabanya sasabha vato citta ceta sika thamma te sangha niyatha rahang. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc, tùy theo đặc tính. Về đa na hệ tu tơ kích chắc đo ra làm bana quát tu tơ chích túc bà đắc qua sề nề qua sành ga hồ na mani gia tề. Bây giờ xăm như một đơn vị nguyên nhân nguyên thuần. Các tâm vương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng, tùy theo sự thích hợp về phương diện, thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. Về đa na sanh ga hô thọ phối ta tha về đa na sanh ga hê ta qua ti vi tha về đa na su khăn đục khăn ác đút kham mana su khăn chê ti su khăn đục khăn sơ mana sang đô na ma sang đô ma na sang upet kha ti a phê đê na ba na ban cha tha hồ ti. Trong phân loại về thọ, trước tiên có ba loại thọ là lạc, khổ và không lạc, không khổ, hoặc nữa có năm loại là hỷ, ưu, lạc, khổ và xả. Tathasukha saha ga tăng kusala vipa kang ka ya huynh nhà năng e ca mê quá. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. Tathā đúc kha saha ga tăng akusali vipa quy bà cần cà gia quỳnh nhà năng. Cùng thế ấy chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. Sơ mana sahagata chitta ni mana lo pha mù là ni chata ri đò đa sa ca ma quay ra sơ hoa na ni su kha san ti ra na ha sa na ni ka đề ti a tha ra sa ka ma va cha ra chi ta ni e ni chê va ma tha ma đục ti ya ta di ti ya cha tu tha cha na san kha ta ni cha tu ta na chu ni cha tu cha ta lì sa ma hát ga ta lô cút ta ra chít ta ni cha ni đò sa thi vi tha ni phá hoành tị.
có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là A. 18 loại tâm thuộc dục giới, như 4 bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới và 2 loại tâm si đạt và tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. B. 44 loại tâm thiền sắc giới và siêu thế liên quan đến sơ, nhị, tam và tứ thiền, 12 cộng 32 bằng 44. Đồ Manasaha Gata Chitta Nibbana Đuệ Bhattikha Chitta Nề Quá. Chỉ có 2 loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ ưu. Sê sa ni sáp bà ni bi bành cha bành nhạ bành na sa u bát kha sa ha ga ta chít ta nê hoa tích. Tất cả 55 loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả. Su khăn đục khăn ưu phát khà ti vi thà tác tháp về đá nà, nơi họ có 3 là lạc khổ và xả cùng với hỷ và ưu là 5. Sơ mana sằng đồ mana sằng y tị về đề nắp bành cha tha su kha mê ca thát đúc khanh cha đồ mana sằng đò về thi tăng đò sát thi su sơ mana sằng bành cha bành na sát kề ta ra lạc và khổ nằm trong 1. U trong 2, hỷ trong 62 và còn lại là xả nằm trong 55. Câu pháp cú 38. Anavatita citta sasat thammang avijja nato ba rip la qua ba sa da sa ban nha na ba ri bù ra ti. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tính tịnh tính bị rung động, trí tuệ không viên thành. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ đã hết bài ngày hôm nay Vinh đưa lên. Dạ bây giờ thì Nhục Vinh cũng không thấy Trần Đạo đưa tay. Dạ ô sa thủ. Dạ mời Trần Đạo. Chào Quỳnh Kinh, kính chào anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho tín hiệu nghe rõ. Dạ con xin trả bài ạ. Bác Kinh Ná Cá Săn Gá Há Bí Bà Vô. Sự phân tích 6 pháp riêng biệt: thọ, nhân, sự, môn, cảnh, đối tượng và căn vật. Sambayutta Yatha Yogam Te Panya Sa Sabba Vato Citta Cetasika Dhamma Te Sandani Yatha Rahang. Các tâm vương và tâm sở phối hợp nhau thật có 53 và phát sanh tùy lúc tùy theo đặc tính. Vedana he tutto kicca dwara lambana vattuto
bà đá quá xề nề quá sằng ga hồ nà má ni giá tê. Bây giờ xem tâm như một đơn vị nguyên thuần. Các tâm dương và tâm sở phối hợp này được đề cập đến một cách thích ứng tùy theo sự thích hợp về phương diện thọ, nhân, sự, ngôn cảnh, đối tượng và căn vật. Số 1. Về Dana Sangaho thọ phối tát thá về Dana Sangahe tà quá tí quý tha về Dana su khăn đúc khăn a đúc khá má su khăn chề tí su khăn đúc khăn sô ma na sang đồ ma na sang u bê kha tí chá bề đề ná ba ná bành chá thà tí. Trong phân loại về thọ trước tiên có ba loại thọ là lạc khổ và không lạc không khổ, hoặc nữa có năm loại là hỷ u lạc khổ và xả. Tát thá sukha sahagatang kusala vi pa kang kaya vinyanang e ka me quá. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. Ta tha đúc khá sa ha ga tăng u ca sa la quý bà cằn cà giá huy nhà năng. Cùng thế ấy, chỉ có tâm quả bất thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. Sô ma na sa sa ha ga ta chít ta ni ba na lô ba mù là ní cha tà rí đoà đá đá xá cà mà quá chá ra sô ba nà ní su khá sẵn tì ra ná há xá nà ní chá đuệ tí đoà tí ách thà ra xá cà mà quá chá ra chích tà ní chề quá bá tha má đúc tí giá tá tí giá cha túp tha trà ná sằng khà tà ní chá tu chá tà đi xá má hắc gá tá lô cút tá rá chích tà ní chà tí đoà sát thí quý thà ní bá quăng tí. Có 62 loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ là a nhỏ 18 loại tâm thuộc dục giới như bắt nguồn từ căn tham, 12 tâm thiện dục giới và 2 loại tâm suy đạt và tiểu sanh tâm. Tâm làm mỉm cười. B nhỏ 44 loại tâm thiền sắc giới và siêu thới liên hệ đến sơ nhị tam và tứ thiền. 12 cộng 32 bằng 44. Đồ manasahagata chitta ni bana bề bá tích gá chích tà nề quá. Chỉ có 2 loại tâm liên hợp với tâm sân và đồng phát sanh cùng thọ u. Sê sa sắp bà ní bí bành chá bành nhà xá u bê kha
Sahagata Chitta Nevati, tất cả 50 loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả. Sukhang Dukhang Upekha Tí Tí Ví Tha Tát Thá Về Đa Nà, nơi đây thọ có ba là lạc, khổ và xả cùng với hỷ và u là năm. So manasang do manasang ý tí bề đề na bành chá tha xúc khăn mê cá thá đúc khăn chá đồ má nát xăng đòa về thi tăng đòa sách thi xú sồ má nát xăng bằng chá bằng nhà xá kề ta ra lạc và khổ nằm trong một, u trong hai, hỷ trong 62 và lại xả nằm trong 55. Câu kinh Pháp Cú số 38. Anavatthita citta sa satthammang acciyanato pariplavapa sadassa bần nhà na ba ri bù tí. Ai tâm không ăn trú, không biết chân diệu pháp, tỉnh tính bị rúng động, trí tuệ không biên thành. Dạ, con đã trả bài xong, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin mic lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thích Trần Đạo. Mến chào cô Biển Vi Nhân. Cô Biển có đọc bài được không? Cô Biển ơi, có đọc bài được không? Cho Nhục Bình một tín hiệu đi. Alo, cô Biển có vào đọc bài được không? Thi Lâm có đọc bài được không? Thi Lâm. Rồi, cô Biển không đọc bài được. Thi Lâm đọc bài được không? Chị Lâm ơi, có trước máy không, có đọc bài được không? Bữa nay sức duyên tiến bộ ghê nha, đọc bài giỏi quá. Ngày mai nghe được thầy biết rồi, hoàn cảnh khó khăn mà. Dạ không sao, giờ vào mà không mời nó kỳ quá, thấy mình vào không chịu mời mình đọc bài. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh không còn thấy vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ Nhật Quỳnh thay mặt đầu tràng, dạ thỉnh mời Quỳnh Kinh đàng đàng ạ. Bữa nay tâm trạng của chị Meta không tốt, Nhật Quỳnh cũng không tốt, đạo có tốt không? Dạ nên là nếu Quỳnh có giảng bài, Quỳnh giảng chậm chậm chút nha Quỳnh nha. Dạ sức khỏe bữa nay Nhật Quỳnh đuối dữ lắm, nhưng mà cố gắng vào đầu tràng thôi nên Quỳnh thông cảm ha. Thấy căng đã mà không, bữa nay sinh viên là giỏi lắm rồi đó, vậy là giỏi lắm rồi. Dạ hỏi kính mời Vinh nha. Dạ nam mô Bích Thầy. Dạ xa thú bài hôm nay cũng hơi dài chút xíu ha, nhưng mà kệ cái gì cứ ráng đọc. Nhưng mà xin Nhật Quỳnh chưa hết là lo cáo bệnh trước. Chưa học lo cáo bệnh rồi. Kỳ trời. Thiệt. Giờ ngồi học thôi chứ có gì đâu. Cáo bệnh bài nó dễ lắm, bài dễ ạt.
Sư Mê Ta thì sắp về Việt Nam thì tâm trạng nó đang xôn xao ha, muốn về Việt Nam thăm gia đình quê hương mà nó xôn xao tâm trạng vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Sướng cái mồ đi Việt Nam đây, tao thèm về gần chết mà về không được đây. Đó. Còn Christina, Christina nhỏ này hình như là ở bên gì đó hả? Colorado hả? Đúng không? Bà đó không? Đúng hả? Colorado. À, ok. Bên đó thì không khí tốt lắm mà, nó đẹp lắm mà, ráng học cho giỏi vô. Nay đọc khá rồi bác, đọc khá ngày trước không nhiều. Cố gắng để chút xíu mà sếp Nhật Quỳnh khi mà nhận được bài đó sếp. Sếp Nhật Quỳnh gửi trước cho các bạn trước. Để tập trước lên đọc cho đỡ mất thời gian, chứ thôi lên ngồi như mình như rì mò mất thời gian nhiều lắm. À, nếu mình nhận mình cứ gửi qua những cái tên này nè, gửi qua cái nick lên em này, gửi qua để đọc tự coi trước rồi lên đọc dễ hơn. Còn nay Phú Biển Quy Nhơn nay làm eo làm sách gì sao không chịu lên đọc, vô trốn học hoài không thấy mặt mày đâu trơn. Lúc đầu thấy còn sung sung chút xíu giờ trốn luôn, trốn cũng lâu à. Phú Biển Quy Nhơn ngày xưa học võ quen rồi giờ qua học về trí tuệ rồi cái ngán là trốn. Rồi giờ Sít Nhật Quỳnh chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị tinh thần xong chưa? Rồi ha, ok, không có đổ thừa bệnh nữa nha. À, bắt đầu mình vô học bài ha. Rồi vô mình học về thọ phối hay là thọ phối hợp. Quê đó là sân gió hô. Thọ phối hợp hay là ghi thọ phối được. Quê đó là sân gió hô. Chị được chưa? Quê đó na sang gá hô. Rồi đúng rồi đó, thọ phối hợp quê đó na sang gá hô. Đó tức là cái bài nãy mình đọc đó, nãy đã có đọc cái bài đó, đọc cái phần thọ phối hợp đó. Để coi lại cái bài cái gì có đọc nãy đúng không? Quê đó na sang gá hô, đúng rồi, tóc yếu thì thọ đó, tức là thọ phối hợp đó. Rồi bây giờ mình sẽ ghi vô cái dòng phân loại thọ, hai chấm. Phân loại thọ, hai chấm. Dòng gạch đầu dòng có ba hai chấm khổ lạc xã, có ba hai chấm khổ lạc xã. Dòng gạch đầu dòng có năm hai chấm khổ lạc hỷ ưu xã. Khổ lạc hỷ ưu xã, xã vô hỏi chứ phải vô ngã nha. Khổ lạc hỷ ưu xã. Rồi, tức là khi mà mình phân thọ đó, mình ta phân nó được hai cách. Cách thứ nhất là phân theo kinh, tức là có ba, tức là khổ, lạc và xã, là phân có ba vậy thôi. À, thì về ví dụ pháp, khi vô ví dụ pháp thì phân tích sâu rộng hơn theo cái từng loại tâm thì phân là được có năm, tức là khổ lạc hỷ ưu xã. Thì trong ví dụ pháp mình học có là khổ là thuộc về thân, tức là thân thức thọ khổ. À, lạc thì cũng là thân luôn, là thân thức thọ lạc, nhưng mà hỷ thuộc về tâm, ưu xã thuộc về tâm, tức là ba cái sao thuộc về tâm. Thì như vậy mình phải hiểu rằng khi mà nói khổ lạc xã thì trong cái khổ thì nó có lòng cái thọ ưu đúng đó, là khổ và ưu. Thì nếu nó thứ ba thì nó thuộc về khổ, à, nó thuộc về trạng thái tâm ta thân và tâm đau khổ, ưu buồn khổ sở. Thì như vậy đó là khổ với ưu thì tính ra nói qua đơn giản hơn là khổ. Rồi lạc thì lạc với hỷ thì gom lại thành là gọi là thọ lạc. À, lạc với hỷ là mình hiểu là trong cái lạc nó có cái hỷ không đó. Thì như vậy trong kinh ta nói là thọ lạc.
bà xã là một thọ riêng. Rồi thì như vậy khi mà phân ra có thọ có ba thì có khổ lạc xã, nhưng có năm thì khổ lạc hỷ ưu xã. Thì trong cái khổ có ưu, trong cái lạc có hỷ, thì là mình hiểu như vậy ha. Thì phân là thọ mình đã nói về mình biết liền. Rồi thì khi mình học vi pháp mình sẽ thấy rõ những cái cảm thọ một cách chi tiết hơn, một cách là xác đáng hơn, rõ ràng hơn. Cho nên khi mình biết được năm cái thọ này thì mình hành về cái tứ niệm xứ, mình sẽ quán về cảm thọ, mình sẽ thấy rõ khi nào nó là thọ khổ, khi nào nó là thọ lạc, khi nào là thọ hỷ, khi nào là thọ ưu. Thì mình hiểu được những cái cảm thọ này một cách chính xác hơn. Cho nên khi mà học vi pháp mình phân cho chúng ta thấy rõ vậy, để thì mình đi vào pháp hành mình thấy rõ được cái pháp thực tính của nó. Chẳng hạn như giờ mình ngồi xếp bằng thiền, nhưng cái thân mình nó khởi lên nó đau, cái chân nó đau nhất, thì cái thân họ thân mình bị đau thì gọi là cái thân thức thọ khổ. Thì lúc đó chúng ta có cái thọ khổ, nhưng mà khi mà thân thức thọ khổ này nó làm phát sanh lên cái trạng thái tâm mình khó chịu, bực bội, sân hận, mình tức, mình khó chịu với cái trạng thái đau khổ đó, thì lúc đó tâm mình nó sanh lên thọ ưu. Thì như vậy khổ với ưu nó có cái sự liên kết nha, mình sẽ hiểu nó như vậy. Và như vậy khi mà mình hiểu được năm cái cảm thọ này, mình sẽ thấy được cái pháp thực tính cách dễ dàng hơn. Quý vị nghe rõ ha? Ok. Rồi như vậy phân loại thọ chúng ta có được là có ba khổ lạc xả, có năm là khổ lạc hỷ ưu và xả. Rồi đó là phân ra cho chúng ta thấy rõ ràng ha. Tiếp theo là ghi tiếp nha. Thọ phối hợp tâm và tâm sở. Thọ phối với tâm và tâm sở. Thọ phối tâm. Thọ gì vậy? Cái câu chính đó, cái câu tựa chứ phải như vậy. Thọ phối tâm và tâm sở, tức là thọ nó phối hợp với tâm và tâm sở, khi nguyên câu luôn đó là câu tựa, cái câu của cái phần này. Thọ phối tâm và tâm sở. Rồi đúng rồi. Cái dòng một thọ khổ hai chấm, một thọ khổ hai chấm, dòng gạch đầu dòng tâm hai chấm, một thân thức thọ khổ, tâm hai chấm, một thân thức thọ khổ. Dòng gạch đầu dòng tâm sở hai chấm, sáu tâm sở biến hành thọ, sáu tâm sở biến hành trừ thọ. Rồi giờ mình nói trước về vấn đề thọ phối tâm với tâm sở ha. Về thọ khổ, tức là mình nói về cái cảm thọ khổ. Thì với tâm thì thọ khổ nó chỉ có một thôi, là thân thức thọ khổ. Cái gì đó học về cái tâm vô nhân thì trong đó cái tâm quả bất thiện vô nhân có là thân thức thọ khổ, quả bất thiện vô nhân. Thì như vậy cái cảm thọ khổ này đó, nó chỉ có phối hợp với tâm thì nó chỉ có một, là thân thức thọ khổ. Bây giờ nắm được chưa? Hiểu hiểu này không? Hiểu cho biết đi, cho cái bông nó đi. Tức là thọ phối hợp với tâm á, thì nó có một, là thân thức thọ khổ. Được chưa? Dễ ẩn không? Có gì khó không? Christina gì đó hiểu không? Là thân thức thì chỉ có một, về thọ khổ nó chỉ phối hợp với thân với tâm, nó chỉ có phối hợp có một thôi, là thân thức thọ khổ. Rồi tâm sở
thì nó phối hợp là thọ phối hợp với tâm sở, nó có sáu tâm sở biến hành, sáu tâm sở biến hành trừ thọ. Tâm sở biến hành là gồm gì quý vị? Ai ghi ra được không? Ghi giùm đi. Tâm sở biến hành, sáu tâm sở biến hành trừ thọ. Và tâm sở biến hành là gì? Ghi ra coi. Bảy, 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 viết chữ đầu đặt rồi, đặt rồi, đặt rồi. Đi Việt Nam có 1 tháng về đặt lất hết trơn rồi, chết rồi. Cái gì nữa? Xúc bỏ cái tầm tứ nha, tứ không phải nha, ta sáu bảy tâm sở biến hành gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, đúng chưa? À, giờ ghi, ghi lại hàng dọc hàng ngang lại cho nó rõ ràng ha. Thì tâm sở biến hành đó là có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tắc ý, là bảy cái tâm sở biến hành là luôn có mặt trong tất cả các tâm. Như mình đã học rồi ha. Thì bây giờ tại sao là thọ nó phối hợp với tâm sở mà nó chỉ có sáu thôi, sáu tâm sở biến hành trừ thọ? Ai biết sao? Sáu tâm sở biến hành trừ thọ. Ai biết giơ tay lên nói thử ra nha. Giơ tay lên coi. Tại sao không bảy mà chỉ có sáu? Ai biết sao không? Ờ, xin mấy tay lên nó thử coi. Giơ tay lên nó thử coi. Suy nghĩ chưa? Xin Christina, Phú Biển, mấy ta, Thị Quỳnh, Trần Đạo, vân vân. Tại sao mà ta nói là bảy tâm sở biến hành là luôn có mặt trong tất cả các tâm, mà tại sao bây giờ mà về thơ, về cái vấn đề này thọ nó chỉ có mặt trong sáu tâm sở biến hành thôi? Là sao? Trừ nó ra là sao? Ai lên, ai lên giơ tay coi. Rồi, mời xin chương trình nha. Nam Mô Bích Hà. Dạ, dạ, theo như cái câu như Quỳnh thấy em ghi ở đây á, thì một là thọ khổ, thì tại vì đã là thọ khổ rồi thì mình phải trừ cái khổ ra, thì nó đi xe đi theo là sáu cái tâm mà xúc tưởng tư nhất hành mạng quyền tắc ý. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ hiểu được có bao nhiêu đó thôi, tại vì cái đầu của nó là đã thọ khổ rồi thì mình trừ thọ ra. Dạ, à, kính mời Quỳnh sửa sai. Xà thú, xà thú, giỏi quá rồi, đúng rồi. Thì nghe thọ tức là thọ khổ là chính nó là thọ rồi, đâu có lấy chi nữa. Giống như giờ mình đứng, mình đứng chung với lại sáu người khác à, thì đâu có tính mình vô, mình họp là phối hợp với sáu người khác, mình cộng sự với sáu người khác là bảy, đúng không? Thì giờ đâu có tính mình vô chứ mình như vậy là. Thì vậy khi mà nói là thọ khổ phối hợp với sáu cái tâm sở biến hành à, như vậy gọi là à, trừ ra thọ, tức là trừ ra chính nó thôi, tức là nó vẫn có nhưng mà mình tính, mình không có tính nó vô à, thì như vậy thọ khổ về tâm thì có một là thân tức thọ khổ, về tâm sở nó phối hợp với tâm sở là mình có sáu,
tâm sở biến hành trừ thọ ra, trừ bản thân ra thôi chứ có gì vẫn có nhưng mà trừ ra. Rồi ok, nắm được không? Rồi thọ phối hợp với tâm sở số 2 là thọ lạc. Số 2 thọ lạc. Xuống dòng, gạch đầu dòng, tâm, hai chấm. Một thân thức thọ lạc. Xuống dòng, tâm sở, hai chấm. Sáu tâm sở biến hành. Sáu tâm sở biến trừ thọ. Rồi như vậy thọ lạc cũng giống như cái thọ khổ nãy không, nó chỉ phối hợp với tâm á, thì nó chỉ phối hợp với một là thân thức thọ lạc. Thì chúng ta cũng đã học về thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, thì cảm thọ nó chỉ phối hợp với một tâm là thân thức thọ lạc, tức là thọ lạc á, nó phối hợp với thân thức thọ lạc thôi, chỉ có một. Rồi về tâm sở thì nó phối hợp với sáu tâm sở biến hành, đồng sanh chung với nó và đi theo chung với nó. Tổng cộng là 7, trừ nó ra. Thì như vậy chúng ta có cái tâm và tâm sở phối hợp của cái thọ lạc. Có gì hiểu không? Alo, hiểu không? Cho biết đi nha. Hiểu không? Ok. Rồi ha, được tiếp tục ha, tiếp tục được ha. Rồi, số 3, thọ hỷ, 2 chấm. Xuống dòng, gạch đầu dòng, tâm, hai chấm, 62 tâm, 62 tâm. Rồi ai lên ai kể dùm 62 tâm thọ hỷ dùm coi nha. Rồi mời quý vị xung phong lên kể 62 tâm thọ hỷ. Ai giờ đây? Giờ bắn nêu, giờ bắn nêu cãi ra. Được thì ôn bài luôn ha, học cố gắng động não rồi mình đọc luôn cho nó nhớ, như vậy tôi đọc lên trước quý vị coi cũng để đó là nhân làm gì. Rồi đọc trước tự mình lên mình động não mình coi. Giờ 62 tâm có liên hệ với cái thọ hỷ này là những cái tâm nào, tâm nào có hỷ. Cô Meta đi, cô Meta lên đi, cô Meta nhớ bài không, lên đi, mời cô Meta đi. Ta xong nếu mà trúng thì là thôi, không trúng thì mời tiếp ship Trần Đạo tiếp tục. Rồi mời của ta nha. Nam mô Bổn Thầy Gia. Như mới vừa học thì thọ hỷ. Thì về phần tâm thì nó nằm trong 62 tâm. Thì con kể từ từ là trong 12 tâm bất thiện thì có 4 cái tâm tham. Tâm tham thọ hỷ. Hợp tà vô trợ tâm tham thọ hỷ. Hợp tà hữu trợ tâm tham thọ hỷ. Ly tà vô trợ tâm tham thọ hỷ. Ly tà hữu trợ. Đó là 4 rồi. Rồi về cái... về cái tâm vô nhân thì cũng có
Thọ hỷ. Dạ, thì ở tâm hòa thiện thì có tâm quan sát, thọ hỷ, hòa thiện, vô nhân. Hồi nãy 4 với 1 là 5. Rồi về tâm duy tác, vô nhân thì có tâm duy tiếu, thọ hỷ, duy tác là 6. Dạ, có đúng không thầy? À, con kể thêm. Dạ, 6 rồi. 6 rồi qua 24 tâm dục giới tịnh hảo thì có 12 tâm đại thiện, đại quả và duy tác. Đó là tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Tâm đại thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tâm đại thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Rồi về tâm đại quả thì có tâm đại quả, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Tâm đại quả, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Tâm đại quả, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tâm đại quả, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Về tâm duy tác thì có tâm duy tác, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Tâm duy tác, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ. Tâm duy tác, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tâm duy tác, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. Là hồi nãy 4 với 2 là 6. Bây giờ 12 nữa là 6 với 12 nữa là 18 rồi. 18 rồi đến tâm sắc giới. Tâm sắc giới thì cũng có 12 tâm. Tâm thiện, sơ thiền, thọ hỷ, tâm thiện, nhị thiền, thọ hỷ, tâm thiện, tam thiền, thọ hỷ, tâm thiện, tứ thiền, thọ hỷ. Rồi đến tâm quả thì có tâm quả, sơ thiền, thọ hỷ, tâm quả, nhị thiền, thọ hỷ, tâm quả, tam thiền, thọ hỷ, tâm quả, tứ thiền, thọ hỷ. Thì tâm duy tác, sắc giới thì cũng có tâm duy tác, sơ thiền, thọ hỷ, tâm duy tác, nhị thiền, thọ hỷ, tâm duy tác, tam thiền, thọ hỷ, tâm duy tác, tứ thiền, thọ hỷ, là 12 tâm trong sắc giới. 12 với hồi nãy là 12 với 12, 24, 24 với 6 là 30 rồi. Và 30 tâm thọ hỷ rồi. Bây giờ về tâm siêu thế thì có 4 đạo 4 quả. Về 4 đạo thì sơ đạo, sơ thiền, thọ hỷ, sơ đạo, nhị thiền, thọ hỷ, sơ đạo, tam thiền, thọ hỷ, sơ đạo, tứ thiền, thọ hỷ. Rồi nhị đạo, nhị đạo, sơ thiền, thọ hỷ, nhị đạo, nhị thiền, thọ hỷ, nhị đạo, tam thiền, thọ hỷ, nhị đạo, tứ thiền, thọ hỷ. À, đến tam đạo thì có tam đạo, sơ thiền, thọ hỷ, tam đạo, nhị thiền, thọ hỷ, tam đạo, tam thiền, thọ hỷ, tam đạo, tứ thiền, thọ hỷ. Tứ đạo thì có tứ đạo, sơ thiền, thọ hỷ, tứ đạo, nhị thiền, thọ hỷ, tứ đạo, tam thiền, thọ hỷ, tứ đạo, tứ thiền, thọ hỷ. Đó là 16 tâm nữa. Và cộng vào, thôi để lát nữa rồi cộng đi, giờ có thêm 4 cái tâm đạo đó thì có 16 tâm thọ hỷ. Rồi về tâm quả thì cũng có 16 nữa, đó là sơ quả, sơ thiền thọ hỷ, sơ quả nhị thiền thọ hỷ, sơ quả tam thiền thọ hỷ, sơ quả tứ thiền thọ hỷ, nhị quả sơ thiền thọ hỷ, nhị quả nhị thiền thọ hỷ, nhị quả tam thiền thọ hỷ, nhị quả tứ thiền thọ hỷ. Về tam quả thì có tam quả sơ thiền thọ hỷ, tam quả nhị thiền thọ hỷ, tam quả tứ thiền thọ hỷ, tam thiền thọ hỷ, tam quả tứ thiền thọ hỷ.
Tứ quả thì có tứ quả sơ thiền thọ hỷ, tứ quả nhị thiền thọ hỷ, tứ quả tam thiền thọ hỷ, tứ quả tứ thiền thọ hỷ. Dạ bây giờ con mới làm bài tóm cộng trở lại nha thầy. Bốn tâm tham thọ hỷ cộng với tâm quả thiện, đại thiện quan sát thọ hỷ là năm. Một tâm duy tiếu, duy tâm duy tác duy tiếu thọ hỷ là sáu. Sáu cộng với 12 cái tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ nữa. Sáu với 12 là 18. 18 với 12 cái tâm sắc giới thọ hỷ là 30. 30 cộng với 16 tâm tạo là 46. 46 cộng với 16 tâm quả thọ hỷ. 46 với 16 nữa là 62 thầy. Dạ. Vậy con kể xong rồi đó thầy. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Rồi, sa thứ sa thứ. À, như vậy là chúng ta nắm được cái thọ hỷ. À, nó có mặt trong 62 tâm, à, như Sít với ta vừa kể, tức là bốn tham hỷ, một quan sát hỷ, một ưng cúng vi tiếu, 12 tâm dục giới tình hảo hỷ, 12 thiền sắc giới, cộng 32 siêu thế. Rồi giờ Sít Nhật Quỳnh ghi lại nha. Tâm có 62 tâm, ha, tâm 2.62 ba và bốn tham hỷ cộng tâm của 62 nè, tâm 2.62 tâm mở ngoặc là bốn tham hỷ cộng một quan sát hỷ bốn tham hỷ cộng một quan sát hỷ cộng một ưng cúng vi tiếu cộng một ưng cúng vi tiếu cộng 12 cộng 12 dục giới hỷ cái gì muốn lên hay rồi. Ok dạ năm mươi Quỳnh hai giá dạ Nhật Quỳnh cộng cộng nãy giờ rồi đó Quỳnh thấy không, Nhật Quỳnh đưa lên hai lần rồi đó. Dạ bây giờ mà ghi từ chữ thì nó lâu quá nữa đó Quỳnh. À, Quỳnh có kiên nhẫn không, đạo tràng có kiên nhẫn không? Dạ à, thì Nhật Quỳnh đã ghi rồi đó, thì à, nếu ai nhìn vô bản yêu thì sẽ thấy thôi. Dạ à, Quỳnh có đồng ý vậy không, ghi hả? Rồi vậy thôi Nhật Quỳnh xuống mic, Nhật Quỳnh ghi tiếp. Dạ nãy Nhật Quỳnh nhìn cho bạn yêu thấy bài thầy nghe chị Meta đọc thì Nhật Quỳnh thấy rõ. Anh Nhật Quỳnh đi ra bây giờ Nhật Quỳnh xuống quýt để Nhật Quỳnh ghi ha. Dạ, kính mời Quỳnh. Rồi, ok. Rồi ghi rõ ra, ghi mấy cái chính thôi, ghi chính vậy thôi để cho mai mốt người ta cái gì đó. Cho Nguyễn nó lập cái sơ đồ rõ ràng để ta hiểu nhé, phải coi vô biết gì ghi số không biết gì đó. Thì giờ tâm này có 62 nè, bốn tham hỷ nè cộng một quan sát hỷ nè cộng một ưng cúng vi tiếu cộng một ưng cúng vi tiếu nghe không ai đâu quý vị nghe không
cộng 12 dục giới, 12 tâm dục giới hỷ, ghi cho tâm thêm cho là giới hỷ cũng được, 12 thì giới hỷ cộng 12 thiền sắc giới, cộng 12 thiền sắc giới. Cộng 12 thì sắc giới hỷ rồi, cộng 32 tâm siêu thế, cộng 32 tâm siêu thế. Cộng 32 tâm siêu thế hỷ cũng được ha, 32 tâm siêu thế. Rồi như vậy là chúng ta có 4 tâm tham hỷ nè, một quan sát hỷ, một ứng cúng quy tiếu, 12 tâm dục giới hỷ, 12 thiền sắc giới và 32 siêu thế. Như vậy tổng cộng là mình có 62 đúng không? Rồi đó là về tâm. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng về tâm sở. Tâm, bây giờ tới tâm sở. Có 46 tâm sở. Tâm sở 2 chấm, 46 tâm sở. Rồi mở ngoặc, giờ mình ghi ra nè, 46 tâm sở, mở ngoặc ghi ra 4 si phần, 4 si phần cộng 3 tham phần cộng 2 hôn phần cộng 12 tâm sở tà tha, cộng 12 tâm sở tà tha cộng 25 tâm sở tình hảo, rồi như vậy là có 46 tâm sở nó phối hợp chung. Thứ nhất là 4 si phần, bởi vì 4 cái si phần này là cái si phần này nó có mặt trong tâm tham thọ hỷ, là 4 si phần có mặt đúng không, si tạm như quý phó ăn có mặt trong 4 tham hỷ. Thì như vậy với tâm sở, tâm sở thọ hỷ á, thì nó có mặt 4 cái si phần đúng chưa, 4 si phần có mặt, ba tham phần cũng có mặt, tham là kiến ngã mạn cũng có mặt, bởi vì nó có mặt trong tâm tham thì thọ hỷ cũng những cái tâm sở này nó cũng có mặt trong cái thọ hỷ luôn. Là ba tâm tham, ba tham phần là tham là kiến ngã mạn. Rồi hai hôn phần cũng có luôn, là tham thọ vô trợ hữu trợ, hoặc là tâm đại thiện thọ hỷ hữu trợ vô trợ, thì nó có hai hôn phần. Không có cái này tâm tham bên tâm bất thiện nói lát nó bậy tụi bạn, tham họ hỷ hỗ trợ thì nó có hai hôn phần đúng không, thì như vậy hai hôn phần nó cũng có mặt trong chung với thọ hỷ. Rồi 12 tâm sở tờ tha, tức là trong sở tờ tha có 13 thì nó có mặt, là 12 tâm sở tờ tha có mặt trừ nó ra là 13, thì như vậy là có 12 tâm sở tờ tha cộng 25 tâm sở tình hảo. Thọ hỷ cũng có mặt, bởi vì thọ hỷ có mặt trong những cái tâm tình hảo, thì như vậy 25 tâm sở tình hảo cũng có mặt. Thì nó lại là tâm sở thì có 46 tâm sở với thọ hỷ, nó đồng sanh chung với là 46 tâm sở. Thứ nhất là 4 si phần, 4 si phần là có mặt chung, bởi vì trong thọ hỷ nó có mặt trong tâm tham hỷ, thì như vậy 4 si phần nó cũng có mặt. Tham có mặt nơi nào thì si có mặt nơi đó, thì như vậy 4 si phần là si vô tàm vô quý phóng dật đều có mặt chung với lại thọ hỷ. Rồi ba tham phần cũng có mặt, tham tà kiến ngã mạn có mặt,
hai hôn phần là hôn trầm thị miên, có mặt trong từ những cái tâm tham thọ hỷ. Rồi 12 tâm sở tờ tha là đương nhiên là có mặt trừ nó ra 12. Rồi 25 tâm sở tình hảo có mặt trong những cái tâm tình hảo. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mà một cái cảm thọ nó sanh lên, chẳng hạn thọ hỷ sanh lên, thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ đi với 62 lộ tâm này, nó tùy theo những lúc nào 62 lộ tâm này và những cái tâm sở nào nó sẽ đi theo. Thì như vậy chúng ta thấy rằng không phải hỷ là tốt đâu, hỷ nó có mặt trong những cái tâm thiện, mà nó cũng có mặt trong những cái tâm thiện, và nó có mặt chung là những cái tâm sở bất thiện, và nó cũng có mặt chung trong những cái tâm sở tình hảo. Thì như vậy chúng ta hiểu rõ về cái cảm thọ này để khi chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống tu tập của mình, thì mình hành về thọ quán niệm xứ, mình thấy được những vấn đề này. Khi nào mình khởi sanh cái tâm mà có sự quan hỷ vui thích đó, thì mình phải quán chiếu được, hiểu được là cái tâm tham về cái tâm thọ hỷ này, cái tâm mà chúng ta có cảm thọ hỷ này đó, nó thuộc về thiện hay nó thuộc về bất thiện. Mình phải hiểu được cách rõ ràng như vậy, để không thôi chúng ta sẽ lầm lẫn vừa giữa cái hỷ thiện và hỷ bất thiện. Thật ra chúng ta thấy rằng khi mà với tâm thì nó có bốn tham hỷ có mặt nè, 12 tâm dục giới, như tâm dục giới mà tình hảo hỷ nó cũng có mặt nè, 12 thiền nó cũng có mặt, và 32 sư thế nó cũng có mặt. Thì giờ với mình đó, thì lấy bốn hỷ có nè, mình phàm phu thì bốn tham hỷ có nè ha, rồi 12 thiện dục giới hỷ, 12 tâm dục giới thì mình có 8 thiện, 4 thiện dục giới hỷ nó sanh lên khi mà chúng ta sống trong cái đời sống bình nhật, thì nó có những cái tâm thiện về thọ hỷ, thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, hợp trí hữu trợ, hỷ ly trí vô trợ hữu trợ đó. Thì như vậy khi nó khởi sanh lên, chúng ta sẽ biết mình gọi hỷ nào, hỷ tham hay là hỷ thiện, để chúng ta sẽ nắm rõ được những cái cảm thọ nó sanh lên như vậy. Thì cảm thọ luôn luôn sanh chung với tâm chứ nó không thể sanh riêng được, cho nên chúng ta cẩn thận vấn đề này. Khi mình hiểu được cái sự mà đồng sanh chung của thọ hỷ này với tâm, thì chúng ta sẽ dễ dàng đi vào cái pháp hành nhiều hơn. Bởi vì khi mình ngồi thiền hay là mình đi kinh hành hay mình quán chiếu, thì lúc đó nó có những cái trạng thái hỷ nó phát sanh. Mà khi hỷ nó phát sanh này, mình phải có một cái trí tuệ để mình nhận xét được rõ ràng hỷ này thuộc về thiện hay là hỷ này thuộc về bất thiện. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, không phải hỷ nào cũng là hỷ thiện. Cho nên mà nhiều người khởi sanh những cái trạng thái hỷ này, người ta tưởng đó là tốt, nhưng mà thật sự là chúng ta đang bị rơi vô trong cái tham hỷ, tức là ái luyến dính mắc vào cảnh thiền, bị rơi vô bốn cái tham hỷ. Còn cái thiện thọ hỷ thì chúng ta có những cái sự mà quan hỷ trong thiện pháp một cách rõ ràng, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được vấn đề nó chính xác hơn, không bị lầm lẫn. Chứ không thôi nếu mà mình cứ bị rơi vô trong cái tham hỷ mà mình tưởng là mình đang ở trong trạng thái tốt đẹp, thì chúng ta sẽ đi con đường mà tập, thì chúng ta càng thấy mình càng tu tập, mình càng thấy mình càng là ngã mạn, rồi càng thấy ích kỷ, rồi sân hận này kia. Cho nên chúng ta thấy là khi mà chúng ta tu tập thiền, mình không có hiểu về vi pháp rất là tai hại cho mình, rất là thiệt thòi cho mình. Ví dụ cũng thử trắc nghiệm cái tâm mình sẽ biết. Ví dụ mình tu tập thiền thời gian mà ai nói động tới mình cái, ví dụ người ta chê mình hay là nó nói mình này kia, mà mình còn vừa nói động tới mình khởi tâm sân lên liền là mình biết là mình đi là có chuyện rồi đó. Cái vấn đề nó có vấn đề phải xét lại. Tại vì nếu mình tu đúng thì mình không có bị phản ứng vậy. Thường thường là chúng ta thấy ai mà nói động tới mình cái mình nói sân liền ha. Thì khi mình nói sân liền là cái sự quán chiếu tâm của mình chưa có chính xác. Mình chưa có tập đúng, mà tập đúng thì cái tâm thiện nó sẽ phát sanh tốt đẹp. Mà khi tâm thiện mình phát sanh tốt đẹp, có sự quan hỷ trong pháp này kia, thì khi người ta nói gì nói mình cũng không có sự mà dính mắc nặng nề trong những cái lời nói đó. Và hoặc là mình có đụng những cái trường hợp nào mà nó gây cho mình cái sự mà tổn thương, thì mình cũng không có bị phản ứng là đối nghịch mạnh liệt với những cái đó. Cho nên đây là chúng ta phải hiểu được những cái chi pháp một cách rõ ràng, và khi mình vô pháp hành mình không có bị đi lạc đường, và khi lạc đường thì rất là phiền phức như vậy.
nó uổng công mình ngồi hết ngày này qua ngày khác, đã cuối cùng mình tu trong cái tham hỷ không thì chết cha luôn. Đó là thứ nhất là về tâm sở vậy. Khi mình rơi vô cái trạng thái bất thiện thì nó bốn thằng si phần này nó đi theo nè, si vô tàm vô quý phóng vật nó đi theo. Hãy mình vô bất thiện là mình dính vô cái tham hỷ thì bốn này nó có mặt luôn. Mà hãy bốn này có mặt thì coi như là xong đời mình luôn rồi. Mình thiền trong cái si vô tạo như quý phóng vật thì thôi, mình phải hiểu biết là cái lợi ích của cái chúng ta học Bì Pháp là chúng ta sẽ không bị lầm lẫn, không bị gạt, không bị nhiều khi tự mình dối mình luôn không? Nhiều khi mình tập bậy bạ rồi tự mình dối mình, đến khi chúng ta biết ra sự thật thì cũng muộn màng. Cho nên giờ phải cẩn thận để mình tâm mình lấy mình vô cái đúng cái thiện pháp thì nó sẽ phát sinh những cái trạng thái là về 25 tâm sở tịnh hảo, biến hành 25 tâm sở tịnh hảo nó sẽ đi theo, hoặc là chúng ta nói gọn là có 19 tâm sở tịnh hảo biến hành nó sanh chung với cái thiện pháp. Thì khi nào mình tập mình có được cái 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, tức là lúc đó chúng ta sẽ có được những cái trạng thái tâm rất là nhẹ nhàng, khinh thân khinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thường thân thường tâm, chánh thân chánh tâm, những cái tâm sở làm cho cái tâm mình trạng thái nhẹ nhàng thích ứng là mát mẻ, là vô tham vô sân có này kia nọ, thì lúc đó mới thật sự nó là thiện. Còn tâm mình còn có cái sự mà nóng nóng nảy, còn có sự bốc đồng, còn có sự mà bị phấn khích này kia thì chị mình phải xét lại, mình phải xét lại vấn đề này. Bởi vì khi mà một cái tâm thiện nó sanh lên thì 25 cái tâm sở tịnh hảo, hoặc là 19, nói gọn là 19 tâm sở tịnh hảo này nó sẽ đồng sanh chung liền. Và 19 tâm sở tịnh hảo đó chúng ta sẽ thấy là nó đi với là tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tức là có cái niềm tin nơi tam bảo tốt đẹp, có chánh niệm, có tàm có quý, có vô tham tức là tâm quảng đại rộng lớn, vô sân là tâm có sự mát mẻ, có tâm từ vân vân, và hành xả tâm được quân bình, không có bị chao động trước các pháp. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mà mình có được cái thiện pháp là cái tâm mình nó phải như vậy nó mới là thiện pháp. Tâm mình nó phải ở trạng thái quân bình, trạng thái là nhẹ nhàng phơi phới, trạng thái mà đôi khi là giống như là trạng thái mà sáng chói tốt đẹp, thì như vậy mới là trạng thái của thiện pháp. Còn mình còn có cái sự mà lộn xộn, tâm mình nó còn hơi nặng nề, tâm mình nó còn hơi dính mắc, còn nặng nề và dính mắc về cảnh sắc tình khí vị xúc vân vân, thì lúc đó tâm mình rơi vào trong trạng thái bất thiện. Đó là vấn đề như vậy. Rồi như vậy chúng ta đã đi vào cái thọ hỷ là có 62 tâm, thọ hỷ nó đồng sanh chung với là 62 tâm, nó phối hợp với 62 tâm về tâm sở, nó phối hợp với 46 tâm sở. Là như vậy. Rồi quý vị hiểu mà, hiểu không? Alo cho biết đi. Wow. Rồi ha, ok ha. Quỳnh xếp tên đằng lão Christina hay là quý vị biết cho biết nha, đi tiếp nha. Ok rồi ha, hiểu ha. Rồi qua cái số 4 họ u. 4 là thọ ưu, 2 chấm. Gặp theo dòng tâm có hai tâm sân. Tâm có hai tâm sân. Tâm 2 chấm có hai tâm sân, như vậy tâm có hai tâm sân 2 chấm. Tâm 2 chấm có hai tâm sân. Xin nhận gạch đầu dòng tâm sở 2 chấm 21 tâm sở. Mở ngoặc tâm sở có 21 tâm sở mở ngoặc 4 si phần cộng 4 sân phần cộng hai hôn phần
cộng 11 tọa tha trừ hỷ và thọ. Còn 11 tọa tha trừ hỷ và thọ. À, như vậy mình có được 21 tâm sở. Thì về thọ ưu, chúng ta thấy thọ ưu nó chỉ sanh trong hai tâm sân. À, về tâm thì nó có mặt trong hai tâm sân, là tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ. À, thì như vậy nó có họ mặt trong hai tâm sân, đúng không? Và nó không thể có mặt trong những loại tâm khác, nó chỉ có mặt trong hai tâm sân. Nắm được chưa quý vị? Ok ha. Rồi về tâm sở thì với tâm sân thì tâm sở nó có mặt là 21 tâm sở, tức là bốn si phần. À, hệ tâm sân có mặt thì bốn si phần nó cũng có mặt chung. À, tâm sở bốn tâm sở si phần là si vô tàm vô quý phóng vật có mặt chung với là tâm sân. Rồi bốn sân phần là sân tật lận hối cũng có mặt trong tâm sân. À, rồi hai hôn phần cũng có mặt luôn, ông trầm và thị miên. À, có mặt luôn. Rồi 11 tâm sở tờ tha có mặt trừ hỷ và thọ. À, bởi sao trừ, bởi tại sao trừ hỷ và thọ? Bởi vì nó thuộc về thọ ưu. Thọ ưu thì phải trừ cái tâm sở hỷ ra. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục đó, trong 13 tâm sở tờ tha đó, thì trừ cái hỷ ra, trừ tâm sở hỷ ra và trừ tâm sở thọ ra. Bởi thọ là chính nó, bản thể nó là bản thân nó là thọ, thì trừ nó ra và trừ hỷ luôn, thì như vậy còn có 11 tâm sở tà tha. À, thì như vậy 4 si cộng 4 sân là 8, cộng 2 không phần là 10, cộng 1 nữa là 21. Thì như vậy trong cái thọ ưu nó về tâm sở thì nó có 21 tâm sở là phối hợp với nó, à, đi chung với nó, phối hợp với nó, và có 2 tâm là 2 tâm sân. À, đó là về thọ ưu. Nắm được chưa? Ok. Được không? Qua tiếp không? Qua tiếp số 5. Thọ xã. Thọ xã 2 chấm tâm. 2 chấm có 55 tâm. Tâm 2 chấm có 55 tâm. Rồi, à, mời Sít Trần Đạo lên nói về 55 tâm này coi. 55 tâm có liên hệ với thọ xã. Rồi, mời Sít Trần Đạo nha. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ. À, Trần Đạo đã bận điện thoại rồi. Nhật Quỳnh có thể đọc 4, 55 tâm thọ xã được không Nhật Quỳnh? Dạ, Quỳnh Kinh. Dạ, Nhật Quỳnh xin được đọc cái chữ hồi nãy Nhật Quỳnh tâm mà Nhật Quỳnh thiếu chữ thọ xã rồi. Dạ, 55 tâm thọ xã. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc. À, có bốn tâm tham thọ xã, hai tâm si thọ xã là sáu. Bất thiện vô nhân có bốn tâm thọ xã nữa là 10. Hai tâm tích thu và quan sát là 12. Bốn tâm quả thiện vô nhân thọ xã nữa. 12 là 16. Hai tâm tiếp thu và quan sát của quả thiện vô nhân. 4, 6, 10, 12, 14, 16. 18. Và sáng khai ngũ môn và mông.
là 20. Phải gì không Vinh? Bốn tâm thiện, bốn tâm đại thiện thọ xả nữa là 24. Bốn tâm quả thọ xả, đại quả thọ xả nữa là 28. Bốn tâm tố thọ xả nữa, 28 là 32. Một tâm thiện, ngũ thiền là 33. Một tâm quả ngũ thiền là 34. Một tâm thọ xả ngũ thiền nữa là 35. Bốn tâm thiện thọ xả vô sắc giới 35 là 39. Bốn tâm quả vô sắc giới nữa, thọ xả vô sắc giới nữa là 39 là 43. 43 bốn tâm di tác của vô sắc giới nữa, 43 là 47. 47 bốn tâm thọ xả của ngũ thiền như là 47 với 4 là 51. 51 với bốn tâm ngũ thiền của sơ quả, nhị quả, tam quả nữa là 55. Vậy là đúng rồi hả Quỳnh? Mừng quá. Dạ, rồi Nhật Quỳnh xong. Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh ạ. Ơi, xa thứ ha. Quý vị thấy cái lợi hại của cái bản điêu á, giờ mình mới thấy cái lợi hại của bản điêu ha. Thì nói tới cái mình nhìn lên là mình sẽ thấy rõ vấn đề. Đó. Thì giờ thọ xả với tâm thì nó có 55. 55 tâm. Là 4 tham xả, xếp ghi ra đi. Tâm 55. 4 tham xả. Cộng 2 si cộng 14 tâm vô nhân, cộng 14 tâm vô nhân trừ 2 thân thức, trừ quan sát hỷ, trừ ưng cúng vi tiếu. 14 tâm vô nhân trừ 2 thân thức, trừ quan sát hỷ, trừ ưng cúng vi tiếu. Là tâm vô nhân mình có 18, giờ mình trừ ra 2 thân thức, quan sát hỷ, ưng cúng vi tiếu thì còn lại là 14, thọ xả, 14 có liên hệ thọ xả. 14 tâm vô nhân trừ 2 thân thức, trừ quan sát hỷ, trừ cũng vi tiếu, rồi còn 14 ha. Cộng giờ mới cộng tiếp nè, cộng 12 tâm dục giới tịnh hảo, 4 thiện, 4 quả, 4 di tác ha. 12 tâm dục giới tịnh hảo rồi, cộng 3 sắc giới, cộng 3 sắc giới xả, ghi vậy cho rõ, cộng 3 sắc giới xả. Cộng 12 vô sắc giới. Cộng 8 siêu thế. Cộng 8 siêu thế xã. Rồi, như vậy là chúng ta có được 55 tâm có liên hệ với thọ xã. Đây là 4 tham, 2 si, 14 vô nhân, rồi 12 dục giới, 3 sắc giới, 12 vô sắc và 8 siêu thế. Thì như vậy có 55 tâm thọ xã. Rồi, như vậy thì về tâm, còn về tâm sở.
À, số dòng nhớ là gạch đầu dòng tâm sở hai chấm có 46 tâm sở. Mở ngoặc 4 si phần cộng ba tham phần cộng 2 hôn phần cộng 1 nghi cộng 11 tâm sở tự tha cộng 11 tâm sở tự tha cộng 25 tâm sở tịnh hảo. Rồi, như vậy là thọ xả thì với về tâm sở thì nó có 46 tâm sở và phối hợp với nó là 4 si phần, 3 tham phần, 2 hôn phần, 1 tâm sở nghi, tâm sở nghi có mặt trong tâm si hoài nghi. À, và 11 tâm sở tự tha tức là trừ hỷ, trừ tâm sở hỷ và tâm sở thọ ra. Và còn 11 tâm sở tự tha cộng 25 tâm sở tình hảo. Thì như vậy chúng ta có 46 tâm sở tất cả. Thì như vậy đối với thọ xả thì về tâm thì nó có đi theo phối hợp với 55 tâm là 4 tham, 2 si, 14 vô nhân và 12 tâm là 12 tâm dục giới tình hảo, 3 sắc giới, 12 vô sắc và 8 siêu thế. Thì qua những cái tâm này thì những tâm sở nó cũng phải đi theo chung. À, đi theo gồm có 46 tâm sở tùy theo. Ví dụ như về tâm bất thiện, về tham thì nó có 4 si phần, 3 tham phần. À, về hôn trầm thì nguyên hai cái hôn phần thì đi cái tâm hỗ trợ. À, và một cái tâm sở nghi đi trong cái nằm trong cái tâm sở tâm si hoài nghi. À, 11 tâm sở tà tha thì trừ ý và thọ ra và 25 tâm sở tình hảo và sanh trong những loại tâm thuộc về tình hảo. À, như vậy thọ xả chúng ta có được là 55 tâm và 46 tâm sở đi chung. Quý vị có nắm được không ạ? À? Alo. À, thì như vậy qua cái bài về thọ tổng hợp này đó, thọ phối này đó, thì chúng ta thấy cái khi mình đưa rõ ra vấn đề chúng ta sẽ thấy nó rất là tuyệt vời ha. À, về không phải là đơn giản là mình nói là thọ khổ là lạc là hỷ là xả thì nó đơn giản như không, mà khi chúng ta nói tới thì chúng ta sẽ hiểu được. À, khi nó đi như vậy, nó sanh lên như vậy, nó có những cái loại tâm nào đi theo, những cái tâm sở nào phối với nó. À, như thế nào mình sẽ nắm được một cách rõ ràng chính xác, cần hiểu được những cái này một cách rõ ràng chi tiết như vậy. Thì khi hiểu như vậy, chúng ta đi vào trong cái thực tế, chúng ta sẽ thấy được vấn đề một cách rõ ràng, một cách chính xác hơn. Thì đó là cái bài học hôm nay chúng ta học về thọ quê đó là sang cái hồ, tức là thọ và phối hợp với tâm và tâm sở. À, thì room này chúng ta là coi như là room đầu đàn ha, học là đi trước hết những room khác. À, room bên Nguyên Như Người Duyên thì chỉ học đang học ở dở về, đang học về phần tâm sở tình hảo thôi. À, còn room của Vi Diệu Pháp bên cơ bản thì cũng đang học về tâm sở lòng sanh. À, room này đi trước nhất. À, mình đi qua tới chương 2, qua tới phần 2. À, hôm nay chúng ta học về khóa thứ hai. À, đi về những cái linh tinh về thọ môn sự cảnh vật vân vân. Thì khi càng đi sâu vô chúng ta sẽ thấy có những cái rất là độc đáo tuyệt vời, những cái mà chúng ta chưa từng nghe, chưa từng biết, chưa từng thấy. À, khi mình vô rồi mình sẽ thấy rằng vi diệu pháp mới thật sự đúng nghĩa là vi diệu pháp. Như thế nào gọi là vi diệu pháp? Cũng giống như mà chúng ta học về
khoa học chẳng hạn, thì chúng ta sẽ khi vô sâu vô vấn đề đó, mình sẽ thấy được về vấn đề trong đó nó cấu tạo những gì gì vân vân, thì mình sẽ thấy cái sự hấp dẫn, sự tuyệt vời của những cái vấn đề đó. Thì qua cái những cái vấn đề mà người ta thấy được chi tiết như vậy đó, thì khoa học ngày hôm nay nó mới phát triển được tới mức độ mà là siêu như vậy, bởi vì nó thấy được những cái chi tiết đó và cái sự cấu tạo thành lên những cái đó, thì nó mới làm ra được những cái vi tính, làm ra được những cái mà siêu những cái mà là chúng ta khó thế nào mình tưởng tượng được, bởi vì họ nắm được những cái cấu trúc của nó, và hãy nắm được cái công thức, nắm được cấu trúc đó thì mình sẽ làm ra đúng thôi. Nó là như vậy, nó phải là như vậy, không thể đi thì như thế nào. Khi chúng ta học về vi pháp, mình học về những cái này, về những cái con này, mình sẽ thấy được sự cấu trúc của nó như thế nào. Và cho nên khi như vậy chúng ta đụng thực tế, nó sanh lên những cảm thọ gì, đó là những cái mà chúng ta sẽ thường xuyên đối diện mỗi một giờ một phút, luôn luôn có mặt mà. Để thọ luôn luôn là có mặt, không bao giờ không có mặt. Để có tâm là có thọ, có tâm là có thọ, phải có thọ là phải đồng sanh với tâm, và những cái tâm sở đi theo chung. Thì qua những vấn đề đó chúng ta sẽ thấy được một cách rất là tuyệt vời. Và khi mình nhìn mình sẽ thấy giống như là mình đang đi vào một cái thế giới quyền bí, một thế giới tuyệt vời mà bây giờ được vạch trần ra để chúng ta thấy rõ là bản thể của nó, thực tướng của nó như thế nào. Đó là hôm nay chúng ta có được bài học qua cái khóa thứ hai, mình bước qua khóa thứ hai, mở đầu bằng cái họ quê đó là sang cái hôm rồi. Do phước báo mà chúng ta học hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô A Di Đà, nam mô Tam Ma Đà, nam mô Sa Di Đà. Rồi xin mời quý vị lên kết thúc nha. Dạ sa thú, kính cảm ơn Vinh Kinh rất là nhiều, và cũng rất là tri ân Vinh. Mặc dù hôm nay là Nhục Vinh thân tâm rất là bối rối, mà hôm nay được Vinh dạy bài học, hôm nay Nhục Vinh hiểu được rõ ràng. Và cảm ơn Vinh đã giảng nghĩa kỹ càng để cho Nhục Vinh hiểu, cũng như đạo tràng được hiểu hơn về bài học ngày hôm nay. Rất là cảm ơn Vinh, và nghĩ đâu mà đến học thì rất là vui. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ bây giờ thì con thấy có Ngài Trí Đức, không biết còn ở trong room không? Dạ nếu còn thì Ngài cho con một tín hiệu. Dạ con xin sám hối sau khi tính pháp ạ. Và con cung thỉnh Ngài chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ mời đạo tràng cùng với Nhục Vinh sám hối ạ. Dạ nếu mà có Ngài, Ngài cho con xin một tín hiệu bạch Ngài. Bụt tà măng ghê nà quanh đê hăng ba đà phản xung và ruột tà măng. Bụt thể vô khá lý tựu đô sâu bụt thô mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Bụt tà măng ghê nà quanh đê hăng thầm mạnh cha đưa vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sâu thầm mô thầm mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đu vi ro tà măng sang khê vô khá lý tổ đô sâu sang khô kha ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin